Tips chọn rượu vang Chile chất lượng theo các giống nho yêu thích của bạn. Phần 1. 1. Giống nho Chardonnay. Rượu vang làm từ nho Chardonnay của Chile mang đến hương vị trái cây nhiệt đới, mà bạn có thể tìm thấy tương tự như ở những chai Chardonnay từ California. Nhưng với việc có đường bờ biển dài cung cấp khí hậu mát lạnh đã giúp cho những chai rượu từ nho Chardonnay nơi đây có thêm một chút độ chua hơn so với những nơi khác. Bạn có thể sẽ nhận thấy những hương thơm nồng nàn từ vỏ chanh còn chưa hái, dứa, đào nướng và bánh trứng đường. Vùng được đánh giá mang đến chất lượng tốt tuyệt vời, Michael và Aconcagua. Vùng nên được chú ý khi chọn Pai Guai, thung lũng Aconcagua, thung lũng Catablanca, thung lũng San Antonio và thung lũng Liza. Ngoài ra, thung lũng Limari ở phía Bắc và thung lũng Monico ở phía Nam cũng sản xuất ra những chai Chardonnay thanh lịch với hương thơm nhẹ của quả khế và khoáng chất. Các năm mọi người nên chú ý khi lựa rượu, những năm 2014, 2013 và 2012 đã tạo ra Chardonnay xuất sắc. Đặc biệt, năm 2016 là niên vụ có tiềm năng cho ra rượu vang trắng chất lượng tốt hơn so với nhiều năm trước đó. 2. Giống nho Sauvignon Blanc. Chile chính xác là nơi mà bạn có thể tìm kiếm một chai Sauvignon Blanc với hương vị tuyệt vời, hào nhoáng. Rượu làm từ nho Sauvignon Blanc ở Chile có mùi chanh, đào trắng và bưởi với hậu vị kéo dài. Vùng được đánh giá mang đến chất lượng tốt tuyệt vời. Phần lớn nho Sauvignon Blanc ngon nhất của Chile thường được trồng cùng Chardonnay ở Aconcagua, bao gồm thung lũng Catablanca, San Antonio và Liza. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số dòng rượu vang hấp dẫn từ thung lũng Colchagua và phía bắc của thung lũng El Quy, nơi những vườn nho nằm dọc các thung lũng dốc nhỏ được che chắn nắng. Các năm mọi người nên chú ý khi lựa rượu, cũng như nho Chardonnay, năm 2014, 2013 và 2012 được sản xuất với chất lượng vượt trội. Và năm 2016 cũng có tiềm năng lớn vì rượu vang trắng được thu hoạch trước những cơn mưa cuối mùa hè. 3. Giống nho Syrah. Syrah là một loại nho quan trọng ở Chile và chỉ mới bắt đầu tạo nên làn sóng trong cộng đồng rượu vang. Những loại rượu vang này thường có phong cách thanh lịch và cho ra nhiều mùi hương như là mận đỏ hoặc mận đen. Vị tannin có thể đậm hơn trong rượu Syrah của Chile. Đó là một trong những lý do khiến những chai vang làm từ giống nho này trở nên hấp dẫn hơn đối với những ai thích Syrah. Ngoài ra, nó cũng mang đến khả năng ủ lâu hơn so với những nơi khác. Vùng được đánh giá mang đến chất lượng tốt tuyệt vời. Thung lũng Rapel bao gồm cả thung lũng cách Apoan và Colchagua. Ngoài ra, bạn sẽ thấy Syrah cũng phát triển tốt ở thung lũng Catablanca và Liza, Aconcagua. Đặc biệt, một số chai vang Syrah cao cấp còn được tìm thấy ở những vùng trồng nho khắc nghiệt như El Quy, Limari và thung lũng Trapa ở Coquimbo. Các năm mọi người nên chú ý khi lựa rượu. Các năm 2009 và 2011 đến 2014, các giống nho Syrah đều cho ra màu đỏ với chất lượng tuyệt vời, nhất là năm 2009, 2011 và 2013. Tuy nhiên, năm 2015 là một năm nắng nóng, vì vậy bạn có thể thấy chúng có màu thân thảo và thuộc da hơn một chút. Bạn có thể dễ dàng tìm cho mình một chai vang Chile chất lượng dựa vào những tip trên đây. Hãy thử và để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận nhé!